Tại Forever Green Resort xã Phú Túc, huyện Châu Thành, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Vĩnh Thanh Bến Tre đã tổ chức hội thảo sản phẩm xử lý môi trường nuôi thủy sản KBM. Các đại biểu được nghe bà Trần Thị Thu Nga, Chủ tịch Hội Thủy sản tỉnh, Ủy viên Thường vụ Ban Chấp hành Hội Nghề Cá Việt Nam giới thiệu về sản phẩm KBM, một giải pháp đáp ứng nhu cầu xử lý ô nhiễm cho ao nuôi tôm cá, kể cả xử lý đáy lẫn nước ao nuôi tôm cá. Đồng thời, thông tin về việc sử dụng chế phẩm sinh học đối với sức khỏe thủy sản nuôi, phân tích các yếu tố môi trường, quy định nhà nước về quản lý môi trường nuôi thủy sản. Dịp này, đại biểu đã tham quan mô hình trại tôm giống Quốc Trung, huyện Bình Đại và giải đáp thắc mắc của các đại biểu tại thực địa. Thông qua hội thảo, giúp các đại biểu tiếp cận sản phẩm KBM, men di sinh trong môi trường nuôi trồng thủy hải sản, góp phần giúp làm sạch môi trường, xử lý nước thải.